Đây có phải là trái ngón tay? Không, phải nói chính xác là chanh ngón tay. Nhiều người chắc không tin, chanh làm gì mà kỳ vậy? Thường thì mình thấy chanh tròn thôi. Chanh là tròn nhì, to, nhỏ, đều là hình tròn hết. Nhưng đây là giống chanh nó dài. Nó dài như ngón tay, cho nên người ta gọi là finger lamb. Theo chị Duyên, đây là giống chanh bản địa của Úc, được xuất khẩu đi rất nhiều quốc gia. Chanh này chủ yếu dùng ăn kèm với các loại hải sản cao cấp tại các nhà hàng với giá một trái $5. Còn nếu mua 1 ký, người tiêu dùng phải bỏ ra 3 triệu đồng. Sau đây là mình sẽ cắt thử một trái này cho bạn xem ha. Mình nặng này thì nó rào ra giống như là núi lửa đó, rào nè. Đó, nặng ra vậy nó mới có cái hạt nè. Đó, rồi bắt đầu cái mình mới trét lên thức ăn mình ăn. Cái mùi nó rất là thơm, thơm hơn chanh của mình nhiều lắm. Cái vỏ nó cũng rất là thơm nữa. Và hạt nó là cả triệu cái trứng cá trong này nè. Mình nhai thì nó mới nghe bụp và nó bể nước ra. Chị Duyên cũng cho biết hàm lượng kali và vitamin C trong loại chanh này cao gấp 4 lần so với loại thông thường. Cây nhập khẩu từ Úc có giá $5,000 và chỉ nhận đặt hàng với số lượng trên 50 cây. Thế nhưng đó là chuyện trước kia. Giờ đây tại chợ Lách Bến Tre, vợ chồng chị Duyên đã cấy ghép và trồng thành công loại chanh này với giá bán 350.000 đồng một cây 2 tháng tuổi. Khí hậu mình đây là phù hợp rồi. Đồng bằng sông Long, đất mình là đất phù sa nữa. 2 năm đầu tiên là bắt đầu ra bông ra trái. Và cái cây này khi mà đến năm thứ 5 nó cái độ mà trái nó đâu khoảng 20 kg cho một năm. Hiện chị Duyên chủ yếu bán chanh ngón tay cho khách làm kiểng. Về lâu dài, chị đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm cho các nhà hàng cao cấp, mở rộng hơn nữa là vào siêu thị để ai cũng có thể thưởng thức loại chanh đặc biệt giàu dinh dưỡng này.